thiên địa thần linh. Con người dứt giả cả đời vì đại nghĩa. Cứu sống bất tính của quốc gia. Cuối cùng bây giờ, đã lên thiên đàng rồi. Xin người, nhất định thu nhận tỷ kinh la bảo huy hãy để tỷ kinh lan ra đi à, muội cho tới bây giờ muội vẫn chưa tin là chàng đã chết bảo huy à muội cứ như vậy tỷ kinh lan cũng không thể nghỉ ngơi thanh thản được mau tiễn ông ấy đi đi bây giờ khuất mắt trong lòng cùng với nỗi đau của xuân thu hiểu lầm đối với thế gian này và còn đại nghĩa chỉ cứu sống bách tính Cũng như vậy Tất cả Hãy bỏ tất cả Xin chàng Hãy yên nghỉ đi Bây giờ hai người dự định làm thế nào? Quân chủ dặn dò Chúng tôi giúp đỡ hữu tính công và Xuân Thu Công Hoàn thành đại nghiệp thống nhất tam hàng Giúp đỡ cho bách tính Khoảng thời gian này chúng tôi Sẽ tới Kinh Thành để tìm chứng người của quỷ môn ta đây nhất định sẽ tiếp tục phải hoàn thành. Đại nghĩa theo mong muốn của tỷ Kinh Lan. Kết quả không thể đánh mất. Đại nghĩa của tỷ Kinh Lan. Làm phiền hữu tính công hãy bảo vệ. Thì nô và nghiên qua thật tốt. Được rồi. Ta nhất định sẽ bảo vệ hai người họ thật tốt. Cáo tử. Đúng là những kẻ phản nghịch, Đúng rồi. Phải bị trừng trị thôi. Trước sau gì không phải bị trị tội mà. Đại nghĩa cứu sống bất tính quốc gia. Trái lại làm quốc gia loạn nên như vậy. Không biết làm sao ta. Có mặt mũi gặp công chúa Điện Hạ và Đại Dương Bệ Hạ đi. Xuân Thu, đệ sống ra sao à? Vì lệnh cấm của công chúa nên không ra khỏi nhà. Lệnh cấm của công chúa đối với Xuân Thu có ý nghĩa rất là sâu nặng. Con muốn tới đó để gặp mặt Xuân Thu một lát à? Đại ca! Có chuyện lớn rồi. Đã hạ lệnh xử phạt phong nguyệt chủ rồi ạ. À? Cái gì? Xuân Thu nhà ta đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải bắt nói chứ. Không thể được, không thể làm như vậy được. Người nào bao che cho tội nhân là thông đồng phản nghịch. Tất cả bắt giữ hết. Tội nhân phản nghịch? Người nói bậy gì vậy hả? Cả đời ta sẽ ở bên cạnh phong nguyệt chủ, sẽ ra sức giúp đỡ cho người. Vậy cũng là tội nhân phản nghịch sao? Hãy bắt ta trước đi. Phong Nguyệt Chủ Đừng để cho nữ nhân phải bao che Ngài còn không mau ra đây Hãy mau ra đây Hãy chứng minh Ngài là người trong sạch đi Lục sắc đi Không được Không được vào Không được Không được mà Không được các người làm gì vậy Các người làm gì vậy không được Không được không được các người làm gì vậy các người ức hiếp dân lành à, các người làm cái gì vậy không được à, 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 à. các người làm gì vậy vào trong xác đi Hình như là đã bỏ trốn rồi à. Phong Nguyệt Chủ bỏ trốn vì giữ lấy mạng sống của mình à. Phụ thân của ta không phải là người hèn nhát như vậy. Công tử, phụ thân của ngươi đi đâu có biết không? ngươi có muốn bị ta bắt lóc da xẻ thịt muốn bị xử phạt nặng nề như vậy mới chịu nói ra hay sao hả các ngươi đang làm cái gì vậy Sao ngươi lại dám làm loạn ở nhà chúng ta vậy hả? Công chúa Điên Hạ hạ lệnh, cho ta phải lập tức bắt ngay những tin phản nghịch để hỏi tội phong nguyệt chủ. Bị nghi ngờ là cấu kết với tiệc kinh lan để làm phản. Ta tới để bắt hắn. Kẻ nào dám bắt châu trưởng của Hoa Lan Đạo? Ta sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Hữu tính công yên tâm cũng đã có lệnh bắt giữ ngài đó ngài nói gì phong nguyệt chủ đã bỏ trốn chứng tỏ ngài ấy cũng có tội mệnh lệnh chính nếu bỏ trốn thì sẽ giết chết nếu như muốn cứu sống bản thân phải tự trở về chứng minh mình trong sạch phu nhân, bà không sao chứ? Tại sao công chúa lại hỏi tội Xuân Thu vậy hả phu quân? Tại sao vậy? Đã chắc là có hiểu lầm thôi. Xuân Thu đi đâu rồi? Mụi không biết. Mụi vẫn tưởng là cô ấy còn ở trong phòng. phụ dương sức khỏe của người sao rồi ạ à? công chúa con thật sự hy vọng là phụ dương hồi phục sức khỏe lại có thật như vậy không người nói như vậy nghĩ là sao nếu như ta hồi phục nguyên khí có thể ta sẽ thu hồi quyền nhiếp chính thực sự hy vọng ta hồi phục lại thật hay sao nghĩa là như vậy vì thần chỉ là thi thế phụ dương nhiếp chính chỉ vì người đang lâm trọng bệnh mà thôi sau này phụ dương khỏe lại câu sẽ nhất định rời khỏi vị trí nhiếp chính à lời con nói là thật lòng sao tại sao phụ dương người lại không tin con chứ chỉ cần bây giờ phụ dương hồi phục lại thì con ngay lập tức sẽ quy cử Phật để bà có thể cầu phước cho phụ dương bình an trường thọ thì con sẽ sống âm thầm suốt đời ở chỗ cử Phật tốt lắm nếu như con nói là thật lòng thì hãy gọi tỷ đàm về thành đại gia đi phụ dương à nếu chúng ta muốn kiên định tính chính thống của dương tộc để có thể lấy lại được lòng dân thì cần phải có quân đội của tỷ đàm thư phụ dương con ở... chống lại mệnh lệnh của ta như vậy ta làm sao <laughs> làm sao ta có thể tin con được đây phụ dương à <cười> <cười> Trong khi đại dương bệ hạ còn tại gì? Người không phải lo nghĩ gì cả Còn khi ta đảm nhiệm vị trí giếp chính thì Người lại cảm thấy ta là người bất hiếu chạy theo quy quyền mà thôi Ta thực sự rất đau lòng Hữu tính à Quyền lực Thực sự chính là thứ làm đòn tuyệt Quan hệ phụ tử hay sao Công chúa bởi vì tâm trạng rối loạn hình như trở nên tức giận rồi hữu tính à khanh đến đây vì chuyện ta ra lệnh bắt giữ xuân thu có đúng hay không công chúa nếu nghi ngờ xuân thu cấu kết với tỷ kinh lan có giả tâm đen tối với dương tộc này thì hãy xử phạt thần tội phản nghịch đi ạ à. ta tin lòng trung thành của xuân thu thôi vậy thì tại sao người lại hạ lệnh truy bắt xuân thu à dương hậu đã bị phế khỏi ngôi vị rồi tương lai của nguyên tử cũng sẽ kết thúc nhưng vẫn còn lời đồn nguyên tử không phải là cốt dục quyết thống của phụ dương ta những lời lẽ chia cắt lòng dân như vậy so với kiếm của kẻ phản loạn còn nguy hiểm hơn nhiều đó nếu không thể tiêu diệt lời đồn đó tính chính thống của quốc gia này nhất định sẽ bị hỗn loạn thay đổi không ngừng mà thôi Chỉ có thể xử phạt vì thần tử Xuân Thu mà ta quý trọng nhất. Sau này mới không có ai dám ý kiến với quyết định của ta nữa. Mà sẽ phục tùng quyền quy của dương tộc ta. Công chúa. Trước khi hạ lệnh truy bắt Xuân Thu, ta đã thông báo nghệ rời khỏi từ La Phạt rồi. Đợi sau khi chuyện này yên ổn trở lại, sẽ gọi Xuân Thu quay trở về. Bây giờ, Chuyện cấp bách nhất là bảo vệ tính chính thống của dân tộc ta mà thôi. Công chúa, người tin tị đàm sao? Ta biết thực ra trong lòng của Khanh đang lo lắng điều gì. Tị đàm là người có giả tâm rất lớn. Nếu sau này, lỡ như giả tâm của tị đàm trở thành nghịch tâm, dương tộc và triều đình của quốc gia này lập tức sẽ sụp đổ ngay mà thôi. Bây giờ ta chỉ đang lợi dụng giả tâm của tỳ đàm để làm thanh kiếm bảo vệ tính chính thống của quốc gia này. Khanh đừng quá lo lắng, ngươi đến tìm công chúa than quán cảm thấy lệnh truy bắt phong nguyệt chủ là oan uổng đúng không công chúa điền hạ đã thay đổi ý chủ chưa từ nhỏ công chúa đã bắt đầu nhìn chính trị bi tráng mà đã trưởng thành quyền lực có thể thay đổi một con người có tâm linh của quan thế âm bồ tát để trở thành một con quỷ già xoa hung dữ. Cũng rất rõ. Ngài cũng có thể bị xử chém bất cứ lúc nào. Đừng dễ dàng manh động, hãy tự bảo trọng lấy mình. Hữu tính công. Ngươi hãy bắt tay cùng ta để đưa công chúa Linh ngồi đi. Hai chúng ta cùng xóa sạch triều đình của đất nước này. Xây dựng lại quốc hồn ngươi thấy thế nào hả? Xuân Thu đã từng nói, Cho dù cầm kiếm cũng không thắng nổi cái miệng ăn nói lưu loát. Ngài có hiểu ý của câu này không? Có thể sử dụng ngôn ngữ qua lệ đánh lui trăm vạn đại quân. Không phải là sai. Ngôn ngữ của qua lệ thế nào cũng vậy. Nếu không có đại nghĩa, cũng như lời nói điêu ngôn. Tỳ Đàm Công. Đại nghĩa của ngài là gì hả? Ngài muốn lợi dụng công chúa, làm triều đình yếu nhược có ý gì chứ? Tỷ Đàm Công, muốn xây dựng lại đại nghĩa, rốt cuộc có ý đồ gì? Theo ta thấy ngài không thể, cùng chảy nước mắt vì nỗi khốn khổ của bách tính, không đồng cảm với bách tính, chỉ là chứa đầy giả tâm tham vọng quyền lực mà thôi ngài có thật sự vì đại nghĩa dứt bỏ tính mạng và quyền lực của mình hay không vậy hả không thể nào đây là nguyên nhân ta và ngài không thể liên thủ với nhau ngài nghe rõ lời ta nói rồi chứ Xuân thu. Bất kể đệ đang ở đâu cũng phải sống sót quay về. Vì thực hiện lời hứa thống nhất tam hàng, đã hứa với đệ, huynh sẽ đánh lùi tất cả bọn phản loạn này. Uh. Hoàng đế đại đường sẽ gửi lễ vật tới cầu chúc phụ dương sớm ngày hồi phục bà. Trước khi sứ thần tới đây để viếng thăm từ la phạt người phải hồi phục nhanh để họ nhìn thấy người khỏe mạnh ta nhất định sẽ đứng dậy và ngồi lên ngai chàng đứa trẻ này là ai là đứa trẻ sau này sẽ giàu làm cung nữ mà thôi người qua đây đi. <laughs> còn nhỏ tuổi nhưng mà nhìn rất thông minh. À, cầm lấy đi. Bệ hạ, nô tỳ xin tạ thánh ơn ạ. À. <laughs> tốt tốt lắm à ta mệt rồi các hành lui ra hết đi à, 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 à. Số mệnh của ngươi sinh ra Đúng là giận mệnh quý tiện đảo lộn mà Thật là tội nghiệp cho ngươi Còn nhỏ như vậy chắc là đau khổ lắm có phải hay không? Thưa công chúa Mẫu thân của nô tỳ Chỉ có một là thi nô Xin người Cứu mẫu thân của nô tỳ đi Chỉ cần cứu mẫu thân của nô tỳ Thì Chuyện gì nô cũng sẽ làm hết. <laughs> Công chúa đi hạ. <laughs> Tội nhân đưa đến đã chuẩn bị xong rồi. Sau đây ngươi phải gánh chịu số mệnh của bản thân mình rồi. Dạ công chúa. Đưa đi đi. Công chúa à. Công chúa. Xin công chúa cứu mẫu thân của tôi thì. Công chúa. Công chúa. <laughs> Yes! Yes! Pháp mở ngờ. À, sao con lại tới đây hả? Con có chuyện muốn hỏi tài của phụ quan. À? Con nói đi. Phụ thân của con phạm tội mưu vạn bỏ trốn thật hay sao <laughs> pháp mẫn phụ thân của con khi bằng tuổi con thì bắt đầu đã có mơ ước sẽ thống nhất tam hàn đó là người sống vì bách tính và quốc gia có thể hy sinh tính mạng của mình vì đại nghĩa ta cũng tôn kính phụ thân của con phụ thân của con chỉ là tạm thời phụng mệnh công chúa rời khỏi từ la phạt mà thôi nhưng tại sao chị đàm công du khống cho phụ thân của con vậy khi phụ thân không ở đây con phải bảo vệ gia môn là đại trường phu sao để lời du khống làm dao động nghe lời cử phụ đi vậy con sẽ tin lời của đại cử phụ đại ca à? muội muốn chăm sóc cho nghiên qua Quỳnh có thể nói với công chúa Điện Hạ xem xét lại cho muội hay không? Chuyện của Nghiên Hoa sẽ do công chúa Điện Hạ xử lý. Cho nên muội bây giờ tới Quỳnh giúp đỡ muội mà. Đại cứu phụ, hãy làm như vậy đi. Cậu sẽ chăm sóc Nghiên Hoa như muội muội của mình. Quỳnh sẽ nói với công chúa Điện Hạ. À, ta tạ cứu phụ. chuyện của nghiên hoa không phải là chuyện tùy tiện giải quyết bằng tình cảm cá nhân được tương lai có thể ảnh hưởng tới dương tộc này cũng có thể sau này tạo thành chuyện mưu phản trọng đại ta sẽ tự giải quyết chuyện này ý của công chúa đã như vậy rồi thần sẽ làm theo công chúa à thần vẫn chưa nói lời từ biệt với nghiên hoa công chúa có thể nào cho phép thần được gặp mặt nghiên hoa một lát hay không ta không thể cho phép nơi ở và sự sống chết của nguyên hoa sau này không ai được biết và cũng không ai có quyền được biết cả cứ làm như vậy đi các hành hãy lui xuống chuyện nguyên tử bị đánh tráo cho đến chết ngươi cũng không được nói ra có nghe rõ không À, dân phụ nhất định sẽ làm được ạ à. sau khi rời khỏi không được trở về từ lao phạt nữa à, dân phụ đã hiểu rồi ạ à. đứng lại à. <laughs> muốn ra khỏi thành thì nhất định bà phải có lệnh bài thông hành đây à. xin đa tạ các người hãy âm thầm xử lý thi thể này đi. dạ, dạ. Đưa tội nhân ra đây Dạ Nghe nói ngươi là ái thê của Tị Kinh Lan Có đúng không Đừng sỉ nhục quỷ môn Tị Kinh Lan Là quân chủ của ta Phản ta cầm đầu phản loạn luận đạo lý trung thành với ta sao lôi ra ngoài ngươi thừa nhận tỳ kinh lan là thủ lĩnh phản tặc tàn nhẫn thì ta sẽ tha cho ngươi tuy ta muốn thoát chết nhưng ta sẽ không bao giờ phản bội danh nghĩa của quân chủ thủ lĩnh quỷ môn đâu đừng sỉ nhục ta nữa hãy giết ta đi danh dự của thủ lĩnh phản tặc <laughs> kéo qua đây dạ Nhiên Hoa Mẫu thân Đứa trẻ này không có tội gì cả Giết ta một trăm lần cũng được Xin hãy tha cho đứa trẻ này đi Ngươi là tâm phúc của Dương hậu bị phế dị Chắc sẽ biết tất cả mọi chuyện Đứa trẻ này Là quyết thống của đại dương đúng không? nếu thừa nhận. Đứa trẻ này là huyết thống của đại dương bệ hạ và dương hậu đã bị tráo đổi thì sẽ được thả. <laughs> Mau nói đi. Đứa trẻ này là ai? Nghiên Hoa là hạ nhi của ta nuôi lớn ở Quỷ Môn không phải quyết phong của dương tộc đâu ta vốn muốn từ bi một chút nhưng mà ngươi tự tìm đường chết đó <laughs> nghiên qua Nếu nói là quyết thống của đại dương, các ngươi đều phải chết dưới kiếm của ta. Dũng dĩ phải xử phạt tội nhân để trị tội dối gạt và phản lại dương tộc của ngươi. Nhưng công chúa Điện Hạ ban ân huệ cho mẫu nữ các ngươi. Rời khỏi từ lao phạt và không quay trở về nữa. Nếu như sau này có lời đồn về sự ra đời của đứa bé này, bất kể mẫu nữ các ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm ra để xử quyết. Hãy nhớ là ta nói đó. Bảo Thanh, nghiên qua, con không sao chứ? Con bị thương không? <laughs> dạ mẫu thân, con không sao ạ. <laughs> Hoàng thượng chúc cho đại dương khỏe mạnh, công chúa Điện Hạ sẽ nhiếp chính bình an. Từ La Phạt thái bình. Ta tạm thời thay đại dương nhiếp chính, chuyển lời đa tạ của ta tới hoàng đế của các ngươi. Sau này dương tộc Tân La, hứa sẽ giữ tín nghĩa với đại đường, hứa giữ hòa bình với các ngài mãi mãi. <laughs> ồ oh. ồ <laughs> oh. oh. ta chưa từng thấy tranh theo hoa lệ nào như vậy hoàng đế đại đường còn tặng cho ta hạt qua mẫu đơn trồng ở qua viên thì có thể nhìn thấy được qua mẫu đơn qua lệ phù dương à hạt giống hoàng đế đại đường tặng không phải là hạt giống để trồng đâu à ừ, công chúa nói vậy là ý gì đây qua mẫu đơn trong bình phong tuy nở rất đẹp nhưng lại không có bướm vào ông dây quanh chỉ là loài hoa không có hương thơm mà thôi. C cái gì? Đây rõ ràng là hoàng đế đại đường. Đang muốn chế diễu con, không có phu quân nhiếp chính. Tặng tới để sử dụng dương tộc tân la của chúng ta mà thôi. C cái gì hả? Cái gì? hoàng đế đại đường sao có thể làm như vậy chứ lập tức dạy bình phong này cho ta mau lên đi nhanh lên hoàng đế đại đường xưa nay có thiện ý đặc biệt với tân la chúng ta lại chê cười công chúa nhiếp chính rõ ràng như vậy huống hồ là bọn quân đối đầu cao câu lệ và bách tế sau này khi công chúa điện hạ được lên ngôi kế gì quy phong của quốc gia này sẽ giảm xuống và lấy cái cớ cho cao câu lệ và bách tế tấn công tân la ý của ngài là phải đề cử người khác có thể kế thừa đại thống của dương tộc ta hay sao ai à, không phải như vậy ý ta là mượn cơ hội này làm đại dương phải thu hồi quyền nhiếp chính của công chúa điện hạ và đích thân nhiếp chính cho dù đại dương tự chấp chính Vậy thì ngoài trừ Ngoài trừ công chúa Điện hạ Còn có ai có thể Kế thừa đại thống nữa hay không đây hả? Các ngài thật là phiền phức quá Ý ta là Khi đại dương nhiếp chính Chúng ta phải kéo Tỷ đàm và yên xuyên xuống Sau khi triều đình về tái chúng ta Thì sẽ bắt đầu cho công chúa điền hạ kế gì? những gì thượng đại đẳng nói thật sự là rất đúng ừ. <laughs> ta sẽ đi gặp đại dương bệ hạ để nói chuyện này trong lúc này các ngài hãy đi tập trung những đại thần có cùng ý kiến như chúng ta về một phía nếu thượng đại đẳng dân tấu chương liên minh yêu cầu đại dương bè hạ nhiếp chính, chế độ triều đình của quốc gia này sẽ trở nên đen tối, triều đình sẽ lại rơi vào tay đám gian thần. Chúng ta cũng cần tập trung thượng tấu, cho công chúa điện hạ tiếp tục kế gì thì sao? Cứ làm như vậy đi. À, cứ làm vậy đi. Nếu như chúng ta dùng thượng tấu chống lại thượng tấu, thì sẽ lặp lại cảnh tượng triều đình, bất hòa như thời gian trước đây đó. Nếu vậy thì Tỷ đàm công ngài có đối sách gì hay không chứ Không chừng lần này Chính là cơ hội để đuổi họ Ra khỏi triều đình này đó Không phải ta nói như vậy Vì sự sống của bản thân Sau khi đại dương bệ hạ đích thật chấp chính Công chúa Điện Hạ Vẫn sẽ tiếp tục ghê dị Tất cả chúng ta phải nên cùng nhau dân thượng tấu Các ngài có tán thành không nếu vừa tán thành, thì bây giờ, hãy để kim bài lên đây. Các ngài đều bảo vệ, đại dương bệ hạ như vậy, thật sự, đà tả mọi người. Đà tả. Đà tả. Đà tả. Bước luận triều đình lại chia rẽ đại dương bệ hạ nhiếp chính và công chúa điện hạ kế vị lại cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn như vậy sao có thể gọi là bình định quốc loạn được ạ? À? Vì bảo vệ dân tộc và dân mình quốc gia chảy nhiều máu như vậy thì có ích gì nữa chứ? Tâm trạng của tiểu tôn thật sự rất là lo lắng. Sau khi đại dương bệ hạ tự nhiếp chính, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ngày mai sau khi ta đi gặp đại dương, sẽ nộp bản tấu liên minh. Sau đó đề nghị mời đại dương nhiếp chính. Ngoài tố phù à, bây giờ đại dương bề hạ nhiếp chính hay công chúa Điền Hạ kế gì không quan trọng. Quan trọng là không được để hoàng đế đại đường và cao công lệ bách tế coi thường chúng ta. Điều quan trọng bây giờ chính là triều đình và bách tính đoàn kết bảo vệ công chúa mới đúng chứ ạ. À? ha uh -huh sao con có thể nói như vậy hả sau khi kéo yên xuyên và tỷ đàm ra khỏi triều đình xong ta khẳng định triều đình nhất định sẽ hòa thuận không cần phải lo lắng cứ chờ đó đi chỉ vì công chúa nhiếp chính đã gây ra chuyện như vậy con lo lắng sau này nếu công chúa kế gì thì sẽ phải làm sao đây sẽ lại có những chuyện gì nữa ta không thể đoán được lòng dạ của công chúa ý của thúc là sao ạ à? sau khi công chúa nhìn thấy hoa mẫu đơn trong bình phong nhấn mạnh là hoàng đế đại đường đang chê cười bệ hạ là hoa không có hương thơm công chúa nghĩ như vậy tại sao tự nói ra dụng ý của hoàng đế đại đường để gây ra chuyện như ngày hôm nay ta không thể hiểu được vậy tức là công chúa đã đoán trước được triều đình sẽ náo loạn rồi sao ta chỉ hy vọng là mình đã nghĩ sai thôi phụ thân à Phụ thân của Pháp Mẫn vừa gửi đưa tin về rồi ạ à? Cái gì? Con nói thật sao? Quỳnh ấy căng dặn Phải đeo tấu chư này giao cho công chúa điện hạ ạ các ngươi là ai vậy hả? Tại sao ngươi cản đường của trung thần triều đình như vậy? Lập tức tránh đường đi. Ta đến là để xét xử những tên gian thần, gió thổi chiều nào thì theo chiều đó. Không biết lựa chọn phản nghịch làm dơ bẩn triều đình và dương tộc cái 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 gì giết chết cho ta tại sao lại như vậy ta chỉ làm theo lời của thượng đại đẳng căn dặn mà thôi 으아! <laughs> đứng lại các ngươi lại các ngài đi đâu vào lúc đẹp khuya chứ vậy ơi ờ, mấy người này sao lại tới trẻ như vậy chứ tại sao các ngươi làm như vậy các ngươi có biết đây là đâu không tránh ra đi biết đây là đâu không sao ngươi lại dám tới đây như vậy hả thượng đại đẳng mong muốn thỉnh cầu đại dương bệ hạ chấp chính cho nên đã thu thập ý kiến của hắc tộc xong. cái 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 gì đại dương bệ hạ không thể nào chấp chính những kẻ phản đối công chúa điện hạ đăng cơ sẽ trở thành tội nhân dối gạt triều đình và dương tộc sẽ bị xử quyết hãy nhớ kỹ lời ta nói đó Phụ thân Phụ thân Đứng lại Tuy đồng Tại sao ngươi lại tàn sát trọng thân triều đình? và uy hiếp người dẫn đầu triều đình chứ? Người muốn xảy ra tình hình, quốc gia nguy kịch một lần nữa hay sao? Ý của ta chính là ý của công chúa Điện Hạ. Cái gì? Công chúa Điện Hạ nhắc tới mẫu đơn trong bình phong, nghĩ là muốn phân chi rõ ràng rạch ròi của triều đình. Ngài không hiểu chuyện này sao? Ngươi không hiểu được lòng của quân chủ. Sao có thể tự xưng là trung thần? Ngài thật sự làm ta thất vọng đó. Phụ Dương à, xin gửi tha thứ cho con. Nếu như Phụ Dương đích thân chấp chính, vậy thì quốc gia này sẽ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa vì sự trung nghịch tính chính thống của dương tộc sẽ bị sụp đổ vì vậy xin người hãy hiểu cho sự trung thành của di thần đi công chúa là thần hữu tính đây à tại sao khanh lại nhập cung trong đêm khuya như vậy chứ xuân thu đã gửi tối trương cho công chúa à Sương thu công bà thần hiểu rõ ý của công chúa nên sau khi rời khỏi từ La Phạt đã thị sát lòng dân đang suy nghĩ thế nào về tương lai của quốc gia này. Theo như thần thấy người có thể dựng lại quốc hồn trong nguy cơ sụp đổ. Chỉ có công chúa Điện Hạ nên đã giao tấu chương này. Công chúa Điện Hạ Xây dựng tính chính thống và quốc quy của dân tộc mới là chuyện quan trọng nhất. Người bách tính mong muốn không phải là đại dương bệ hạ mà là công chúa Điện Hạ. Điện Hạ, đừng từ chối hảo ý của bách tính người phải tiếp tục nhiếp chính thống trị quốc gia này. Sau này nhất định phải kế thừa dương trị. Người có thể lấy lại được lộc dân và quốc chính hỗn loạn bây giờ. Chỉ có duy nhất công chúa Điện Hạ người mà thôi. Công chúa Điện Hạ, kết tình giao hảo với bách tế như vậy mới có thể hoàn thành nhất thống. Trong thời chuyến loạn, người giấc giả nhất chính là bách tính. Hãy đem của cải của dân tộc phân phát cho những bách tính bất đắc dĩ phải bán hài tử giống như cao câu lệ xin người hãy suy nghĩ cho bách tính đi ạ à. khi bách tính thật sự trung thạch với quốc gia mới có thể xây dựng một đất nước vững mạnh thần tin là công chúa điện hạ sẽ hoàn thành đại nghiệp nhất thống xây dựng thiên hạ vĩ đại đem lại hòa bình cho bách tính thiên hạ Xuân thu à sao ta lại không tin lòng trung thành của khanh được chứ ta nhất định sẽ mang thái bình đến cho tân la này mà thôi công chúa công chúa đại dương bệ hạ đã gặp nguy hiểm rồi công công chúa con đang ở đâu Kêu công chúa tới đây Công chúa Phụ Dương à Dì Thường đang ở đây à Ờ tốt lắm Ta sợ Không gặp được con Trước khi ra đi Ta rất sợ Phụ Dương à Tại sao người lại nói những lời như vậy à không cần phải lo lắng đâu Người phải kiên cường để bắt tính và triều đình Có thể nhìn thấy người khỏe mạnh mới được à Ta Không còn sức mà kiên trì nữa Phụ Dương à Ta Quốc chính do Tiên Dương xây dựng Đã bị ta làm hỗn loạn lên như vậy Lòng của ta đang trôi tung Đức cha à, con hãy kế thừa ngôi vị thầy ta cai trị quốc gia. Cô sẽ làm theo ý của người bà phụ dư. Ta giao cho con trách nhiệm nặng nề con con hãy tha thứ cho ta thôi dưng thôi dưng à đại dương bệ hả Đại dương bệ hả <laughs> Phụ dương à Người hãy buông bỏ tất cả Mà lên thiên đàng nghỉ ngơi đi ạ à. Thần sẽ làm theo phụ dương Bảo vệ bác tính và tính chính thống của dương tộc Cho quốc gia đầy hùng mạnh hơn Xin người hãy yên tâm mà. Phụ dương. Tây lịch năm 632 Đức dạng công chúa kế thừa chân Bình Dương trở thành đại dương đời thứ 27 của Tân La là nữ dương đầu tiên trong lịch sử Đại Hàn Dân Quốc. Chuyện này không chỉ dẫn tới ảnh hưởng rất lớn cho Đại Hàn Dân Quốc, mà còn cả Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Khi Đức Dạng còn nhỏ, đã tràn đầy trí tuệ sáng như Thái Dương và còn lọc khoan chung độ lượng to lớn. Trong tình hình nguy kịch lúc đó ở Tân La, không còn lựa chọn nào khác, chương tộc Tân La mang cho Đức Dạng chức danh Thánh Tổ Hoàng Cô chính là ban danh dự của dân tộc thần thánh cho người, khiến cho sự kiện người kế thừa chương trị trở nên hợp lý và thật thánh quá, tính chính thống của người đối với tổ tông thượng thiên của dân tộc Tân La. Thiện Đức đã chào đón một thời đại nữ dương đầu tiên. Ta, trở thành nữ dương Tân La, sẽ cố hết sức vì đức nghiệp vật tân giống là tứ phương thái bạch thiên hạ nhất định như vậy ta sẽ bảo vệ tới chính thống của dương tộc tân la này vì hòa bình của tứ phương tận hết bổ phận của quân chủ chúng khanh phải ra sức hiệp lực trợ giúp vì bách tích của thiên hạ và vì sự hòa bình của quốc gia dốc hết sức mình ta sẽ kế thừa xây dựng đại nghiệp của tiên dương tân la bảo vệ hòa bình bốn dạng dầm của tân la này đại dương bệ hạ dạng dạ ơi 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 杨坤。